Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Và mấy ngày hôm nay mình đang có mặt tại Campuchia để theo dõi giải đấu Kun Bokator, môn đấu được lần đầu tiên đưa vào thi đấu tại SEA Games. Và đây có thể coi là cái giải tiền SEA Games cho đội tuyển Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á. Và trước mắt chúng ta đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở ngày thi đấu đầu tiên. Và võ sĩ tham gia trận đấu này là võ sĩ Huỳnh Văn Cường, mang găng màu đỏ. Và đây trước mắt chúng ta là võ sĩ của Philippines có tên là Orlando Castillo. Và như mọi người có thể nhận thấy, đó là mắt phải của võ sĩ Philippines này có vấn đề. Mình không rõ là bị mù hay là bị trộn, nhưng rõ ràng đây là một võ sĩ chỉ có một mắt bên trái là hoàn thiện. Cũng chính vì cái tình huống này nên ra mình sẽ đẩy cái trận đấu này lên đầu tiên phát cho mọi người xem. Bởi theo thông thường thì những võ sĩ như này không hiểu sao lại có thể vượt qua được y tế để có thể tham gia được một trận đấu võ. Để tìm hiểu thêm môn Bokator thì mình có thể thông tin ít đến với mọi người. Đó là Bokator thì có sự khác biệt tương đối với nhiều môn võ khác. Tuy nhiên nó có điểm tương đồng, khá tương đồng với võ cổ truyền Việt Nam. Chính vì vậy là đội tuyển Bokator của Việt Nam được thành lập dưới nòng cốt là các vận động viên võ cổ truyền được triệu tập trên cả nước. Trong đó có những cái tên xuất sắc như dẫn đầu là nữ võ sĩ sinh năm 1989 Nguyễn Thị Tuyết Mai. Và các võ sĩ sau như là Đặng Văn Thắng, Huỳnh Văn Cường, Ngô Đức Mạnh, Trần Võ Song Thương. Ở giải tiền SEA Games lần này thì đội tuyển Bokator của Việt Nam tham gia cả 9 nội dung đối kháng, trong đó có 5 nam và 4 nữ. Ngoài đối kháng ra thì Bokator cũng có áp dụng nội dung thi quyền, tuy nhiên đây mới chỉ là tiền SEA Games nên nội dung này vẫn chưa thu hút được nhiều võ sĩ đến từ các quốc gia khác. Thêm thông tin về môn võ Bokator cũng như luật thi đấu thì một trận Bokator được chia làm 3 hiệp và mỗi hiệp thì kéo dài 3 phút, nghỉ 1 phút. Như vậy là khá giống với những môn thi đấu khác. Tuy nhiên thì Bokator được tính điểm dựa trên đòn đánh kỹ thuật trúng đích. Võ sĩ cao điểm hơn sau 3 hiệp sẽ chiến thắng, tức là trọng tài sẽ chấm thang điểm dọc. Võ sĩ nào theo từng hiệp mà có số điểm số cao hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp mà hòa điểm thì trận đấu sẽ tiếp tục và chọn người chiến thắng nhờ điểm số vàng, tức là võ sĩ ghi điểm đầu tiên trong thời gian này thì sẽ giành chiến thắng. Các đòn đấu của môn võ này thì cũng khá là đa dạng với 4 phân loại là đòn tay, đòn chân, đòn vật và đòn đặc biệt. Đòn tay thì như mọi người biết nó có đòn đấm, đòn chỏ và mỗi đòn hợp lệ sẽ được 1 điểm. À, khi trúng đầu đối phương thì sẽ được 2 điểm. Còn với đòn chân thì sẽ bao gồm là đòn đá và đòn lên gối, 1 điểm cho đòn trúng hợp lệ và 3 điểm cho đòn trúng đầu, tức là võ sĩ đá vào đầu của đối phương. Cần chú ý thêm là ở môn này cũng giống ở cổ truyền, đó là họ áp dụng có luật quật ngã, quần vật, check down thì sẽ khiến đối thủ nào mà mất thăng bằng và ngã ra thảm với 3 điểm chạm trở lên thì võ sĩ sẽ được cho 1 điểm nếu thành công và nhấc được 2 chân đối thủ khỏi mặt thảm thì sẽ cho 2 điểm nếu thành công. Cần lưu ý là đòn đặc biệt thì đúng như cách gọi, cứ võ sĩ nào đủ kỹ năng và nhảy lên vai của đối phương và ra đòn và đòn trúng vào đầu của võ sĩ sẽ được đến 5 điểm, và không trúng đầu thì sẽ được 3 điểm. Ngoài ra thì các đòn như là phi thân lên gối giống như một người Thái, hoặc là võ sĩ nhận được 3 điểm nếu như mà tấn công mà ra đòn trúng vào vùng đầu của đối phương. Như vậy có thể nhận thấy là trong môn Bokator này thì phần đầu luôn là cái phần mà được nhiều điểm số nhất và các võ sĩ thường nhắm đến nhất. Tuy nhiên thì trận đấu của
chúng ta đang trước mắt đây thì không thể hiện rõ đâu. Mình chỉ muốn giới thiệu với mọi người về một trận đấu khá là đặc biệt khi mà võ sĩ của Việt Nam mang giáp đỏ Huỳnh Văn Cường đang gặp khá nhiều khó khăn trước võ sĩ Castillo. Castillo của Philippines. Anh Castillo này thì đang theo quan sát bằng mắt của mình thì anh Castillo này hình như là chỉ có một mắt. Vậy nên Huỳnh Văn Cường cũng đã rất khó khăn trong việc tiếp cận. Và ngay sau khi kết thúc trận đấu này thì mình có ra hỏi nhỏ của Huỳnh Văn Cường thì được bạn ấy giải thích rằng là thấy đòn này rất lạ và cũng rất là rén đòn, bởi vì không biết là đối thủ này là có tài hay là đây chỉ là những cái tung hỏa mù của đối thủ thôi. Đây mọi người có thể nhìn thấy Castillo anh vừa đánh anh vừa giữ cờ. Tuy nhiên thì sang đến những hiệp sau thì Cường hiểu ra rằng là những cái đòn này thì chỉ là đòn hỏa mù của võ sĩ của Philippines. Và chính vì vậy Cường đã sớm lấy lại được thế trận và đã cho đối thủ một trận thua. Tuy nhiên thì mình cũng rất là đáng khen cái tinh thần của anh võ sĩ Philippines. Mặc dù là anh rõ ràng anh biết là anh có nhiều điểm yếu hơn đối phương. Tuy nhiên như mọi người nhận thấy là anh là người chủ động, khiêu chiến, khiêu khích cũng như là áp đảo Cường trong hiệp đấu đầu tiên. Ở ngày thi đấu này thì đoàn Việt Nam của chúng ta thi đấu tổng cộng là 6 trận. Tuy nhiên thì với những trận đấu không phải gặp chủ nhà Campuchia thì các võ sĩ của Việt Nam dễ thả hơn. Họ đa phần đánh rất tự tin. Tuy nhiên có những trận đấu gặp Campuchia thì các võ sĩ của Việt Nam gần như bị cáu. Cáu ở đây có nghĩa là về khả năng làm quen môn võ không bằng, và cống ở đây nó là dưới sức ép của khán giả nhà. Tuy nhiên thì cũng là điều dễ hiểu và buộc các võ sĩ Việt Nam phải chấp nhận. Và SEA Games 2023 cũng sắp tới gần và việc họ phải làm quen với không khí của nhà thi đấu sẽ giúp họ trưởng thành hơn và hy vọng sẽ có một kỳ SEA Games đáng nhớ trên đất Campuchia. Và không để làm mất thời gian của quý vị, kính mời mọi người theo dõi toàn bộ hiệp đấu ở hạng 70kg giữa Huỳnh Văn Cường của Việt Nam và Castillo của Philippines. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ đến kênh Sao Thể Thao. Trong thời gian tới thì có những trận đấu nào hay để võ sĩ Việt Nam mình cũng sẽ gửi hết đến với mọi người.
tâm trình bày. Đường Vinh